Trong tuyệt vời của chúng ta, thế hệ thứ hai của các gia đình giàu có luôn là những người có rất nhiều tiền, cha mẹ họ họ tất nhiên còn nhiều tiền hơn, họ muốn gì, chỉ cần nói với cha mẹ một tiếng là lập tức sẽ được đáp ứng, thậm chí đến những chiếc xe đắt đỏ vài tỷ đồng, đối với cha mẹ họ cũng không phải vấn đề. Nhưng không phải tất cả gia đình giàu có nào cũng nuông chiều con cái như vậy, một cậu con trai khi muốn ba mình mua cho một chiếc Ferrari đã bị người cha từ chối một cách khéo léo, lý do xứng đáng để tất cả các bậc cha mẹ học tập. Thực ra, mua cho cậu con trai một chiếc Ferrari là điều hết sức bé dại nhập với người cha, nhưng người cha lại từ chối và nói với con mình rằng, con trai, ba có thể mua cho con một chiếc Ferrari, nhưng làm vậy là ba đang tước đi cảm giác kết quả của con khi được lái một chiếc Ferrari nhờ vào chính đôi bàn tay của mình. Lúc ba nghèo nhất, ba thậm chí còn không có cho mình một chiếc xe riêng, bằng chính những cố gắng của mình, ba cuối cùng cũng có cho mình một chiếc Ferrari, con có hiểu được cảm giác vui sướng lúc đó không? Con muốn ba lấy đi cảm giác vui sướng và hạnh phúc đó của con ư? Không thể không nói, lý do của ba rất thông minh, và kết quả của lần từ chối đó đã cho ra đời một tỷ phú trẻ thế hệ thứ hai đầy xuất sắc. Nói với con trai, thứ có được nhờ sự cố gắng và phấn đấu sẽ đem đến cho chúng một cuộc đời hoàn toàn khác. Trong suy nghĩ của chúng, thế hệ thứ hai của các gia đình giàu có hoàn toàn không cần phải phấn đấu, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, nhưng cuộc đời như vậy là cuộc đời mà cha mẹ thực sự muốn cho con cái của họ ư? Trước đó, việc vị tỷ phú lồng nổi tiếng Lý Gia Thành nghỉ hưu ở tuổi 90 đã hấp dẫn sự lưu ý rất lớn từ dư luận, việc phân chia tài sản của ông cũng được mọi người rất mong chờ. Tuy nhiên, trái với suy đoán của nhiều người, hoàn toàn không có sự tranh chấp tài sản nào xảy ra giữa những người con của ông, con cả và con thứ đều nở nụ cười rất tươi. Ba sắp xếp ra sao, chúng tôi luôn ố. Đều nói không ai giàu ba họ, khởi nghiệp dễ nhưng duy trì sự nghiệp thế hệ là khó, vì sao các con của Lý Gia Thành ai cũng đều là siêu nhân. Thực ra chẳng có bí quyết gì quá to tát ở đây, bí quyết duy nhất đó là sự cố gắng. Khi con của Lý Gia Thành còn bé dại, ông rất ít khi cho con tiền tiêu vặt, ông để hai con của mình làm những việc vặt như phục vụ, con trai thứ hai thì mỗi chủ nhật đều đến sân vuông nhặt bóng. Thời gian hai con trai của ông ở nước ngoài, họ cũng đều vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp, Lý Gia Thành cũng không cho hai con vào công ty làm mà để họ tự mình lập nên quốc gia riêng, đây chẳng phải là làm giàu từ hai bàn tay trắng ư? Hai người con trai đã không làm ông thất vọng. Con trai cả, Lý Trạc Cự điều hành một công ty bất động sản, con trai thứ hai là đối tác trẻ nhất của ngân hàng đầu tư Toronto. Các con của ông cuối cùng đã đủ điều kiện để vào công ty của cha mình, chính nhờ vào sự hòa bình tự cường và tinh thần luôn tiến về phía trước mà họ tạo được cho mình chỗ đứng như ngày hôm nay. Cách dạy con của Lý Gia Thành cũng giống với người cha trong câu chuyện chiếc xe Ferrari, chỉ khi trải qua những thăng trầm, nếm đủ chua cay mặn ngọt của làng hội thì đến lúc chiến thắng thế hệ có thể cảm thu được cảm giác hạnh phúc. Đây chính là nét quyến rũ của cuộc sống, là cảm giác hạnh phúc đến từ cố gắng, là cảm giác được tôn trọng và sự thăng hoa trong nội tâm. Tỷ phú Lý Gia Thành và con trai. Thứ gì có thể đem lại cảm giác hạnh phúc, cảm giác kết quả cho con cái? Không phải là hôm nay ba mua cho một chiếc xe xịn, mẹ mua cho một chiếc túi hiệu rồi chụp ảnh đăng lên mạng làng để anh em chiêm ngưỡng mà là những thứ có được từ chính sự cố gắng của phiên bản thân. Nhìn xem con nhà tỷ phú, họ còn có thể cố gắng được như vậy, vậy thì những đứa trẻ bình kém như chúng ta vì sao lại không cố gắng phấn đấu? Chỉ tiếc rằng, bên cạnh chúng ta lại sinh tồn rất nhiều con nhà bộ đội tính nhà quan, trong lúc bố mẹ cắn răng tiết kiệm, không dám ăn không dám mặc thì họ lại khoác lên mình hàng hiệu, cha mẹ dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, họ ở nhà nằm điều hòa chơi điện tử, xem phim. Nhưng đứa trẻ như vậy lấy gì để sau này thành đại nghiệp, báo đáp công ơn cha mẹ? Xuất thân trong một gia đình bình kém đã khiến họ phải bỏ qua không ít cơ hội, vì vậy, cố gắng học tập chính là đoạn đường duy nhất dẫn tới chiến thắng, chỉ tiếc là lũ trẻ thời nay lại không nhận ra được điều này. Thiết nghĩ, muốn để con cái nhận ra được hiện thực này, cha mẹ chính là người cần phải đánh thức chúng, để con mình rèn luyện nhiều hơn một chút, trải nghiệm nhiều hơn một chút, không trải qua phong ba bão táp, làm sao có thể trưởng thành. Trên thế giới này, chỉ có những kết quả mà người chơi cố gắng để đạt được thế hệ có thể mang lại cho người chơi cảm giác kết quả, và cũng chỉ có kiểu cuộc sống này thế hệ có ý nghĩa, thế hệ đáng để sống. Bạn nói xem có đúng không?